Những năm gần đây thì có một số ca sĩ trẻ đầu tư rất nhiều về cái khả năng ca hát cũng như là tạo được cái hình ảnh xuất hiện mỗi lần trước công chúng. Thế thì có bao giờ ông Hoàng Nhạc Việt sợ rằng mình sẽ bị mất ngôi vị đấy hay không ạ? Em chưa bao giờ có đi hát hay là bước vào ngày hát này rắp tâm mình tạo ra cho mình một cái ngôi vị nào cả. Không có. Điều không quan trọng nhất là ở đâu, ở trong trái tim khán giả của mình, ở trong lòng fan của mình là đủ rồi. Hưng cũng chưa bao giờ thích mình là ông Hoàng nào cả. Tại vì bất kỳ ông Hoàng nào cũng sẽ phải bị xoáng ngôi, phải bị thoái triều, Mai Phương ạ. Cho nên là Hưng cũng chưa từng lo sợ điều đó. Hưng biết rất rõ cái luật chơi của cái nghề ca hát này. Thì ai già thì măng mọc, nhưng mà vấn đề là các thái tử sẽ làm được gì, các công chúa sẽ làm được gì để có thể lấy được lòng tin yêu của muôn dân đó. Giả sử đến một cái ngày mà ông Hoàng Nhạc Việt gọi là trở thành người dân bình thường thì có bao giờ anh tưởng tượng đến cái ngày đấy sẽ xảy ra không? Hưng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất là nhiều, phải tập nghe tiếng vỗ tay nhỏ đi, nhìn thấy phòng trà vắng bớt khách đi như thế nào, rồi có khi thì mình có một sự sắp xếp nào mình phải nhìn thấy từ kịch bản của chương trình thì mình biết mình đo được ưu ái họ dành cho ai, hoặc là mình vẫn còn thế nào, phải tập nhìn quan sát hết tất cả mọi điều đó để sau này mình dễ sống lắm. Hàng ngày Hương vẫn có thể ăn ở lề đường, vào quán ăn hay là dừng xe lại mua một chai cốc bên đường, một túi chè bên đường, nó rất là dễ sống để về sau này khi không còn là số một nữa, không còn là ông Hoàng Nhạc Việt thì cái cuộc sống nó đã quá quen. À, mình không có bị choáng ngợp, không bị bỡ ngỡ, không bị hụt hẫng. Có những người họ chịu không nổi, họ dẫn họ suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến hành động rất là tệ hại, đó là tự sát. À, một số nghệ sĩ họ suy nghĩ như vậy đó. Họ không có làm chuyện đó. Rất là tỉnh táo và đối diện với cuộc sống và đã sẵn sàng tất cả mọi bài đáp cho mình. À, các công việc kinh doanh hay là phòng trà của riêng mình cũng đã chuẩn bị sẵn. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh có một cái sản phẩm âm nhạc nào dành cho Xuân năm Bính Thân này hay không? Dành cho khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ạ. Hương sẽ gửi tặng đến quý vị một ca khúc rất dễ thương cùng với đội ABC Kids, bài hát tên Đón Xuân. Nhưng một lời chúc tốt đẹp của Hương gửi đến tất cả những người thực hiện chương trình này là một nè, Mai Phương nè, những người quay hình, những người edit, những người dàn dựng và cả biên tập nữa, đặc biệt là khán giả, độc giả và những người fan của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ có một năm mới rất là nhiều những điều ước mơ và sẽ thực hiện được hết tất cả mọi điều đó. Mọi việc sẽ được diễn ra như ý quý vị mong muốn.